đi bằng tay ga điện của nó ha các bạn. Thì cái điều đầu tiên mà mình cảm nhận được á, là cái tay ga điện của chiếc xe này nó rất là nhẹ nha. Các bạn chỉ cần vít một cái là nó lên thôi. Vì nó được sở hữu cái công suất 500W của cái motor sau á, nên cái hệ thống ga của nó rất là nhạy nha. Mình chỉ cần vít nhẹ một cái thôi là xe nó đi ha. Thì chiếc xe này nó có tới 5 cấp độ số. Các bạn có thể tùy chỉnh từ 1 cho tới 5. Tùy theo cái các bạn sử dụng trên đường ha, có thể là tùy chỉnh từ 1 tới 5 để phù hợp hơn cái tốc độ mà các bạn di chuyển trên đường ha. Rất là nhẹ ha các bạn ha. Xe 3 trong 1 nha, trợ lực điện được nè, tay ga được nè. Đi bằng cơ được luôn. Chào các bạn, hôm nay shop Chợ Lớn Sài Gòn bên mình lại giới thiệu cho các bạn một mẫu xe đạp trợ lực điện hoàn toàn mới khác. Thì đây là mẫu xe với tên gọi là Gersi ha. Thì đây là một cái phiên bản hoàn toàn mới, Dash 2023 luôn mà shop mình vừa mới nhập về với hai phiên bản màu. Một phiên bản là một màu cà phê sữa ha, một phiên bản là màu xanh da trời ha. Thì đây là cái một cái dòng xe đạp trợ lực điện dùng để đi phố và đi tập luyện hàng ngày, hoàn toàn mới ha. Thì cái nhìn đầu tiên á, mà các bạn nhìn vô cái chiếc xe này ha, thì các bạn thấy nó là một cái dáng xe nhìn rất là khỏe khoắn ha. Nó thích hợp cho các bạn dùng để đi phố nè, đi lại hàng ngày nè. Đó là một cái mẫu xe hoàn toàn nó liền lạc vậy ha, nhìn rất là khỏe khoắn. Pin 5 sườn luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chi tiết cho các bạn xem từ đầu tới cuối của chiếc xe này nó có những cái điểm gì mạnh ha. Thì điểm đầu tiên thì các bạn có thể thấy là cái chiếc xe đạp trợ lực điện Gersi nè, phiên bản mới nè, nó sử dụng là vành bánh căm ha. Thì nhiều anh em thích đi dòng bánh căm cho các dòng trợ lực điện thì đi nó sẽ nhẹ nhàng hơn ha. Thì xe được trang bị cho chúng ta là một cái bộ vành nan hoa, còn gọi là vành bánh căm, với kích thước bánh là 27.5, bề ngang là 1.95, sử dụng cái đùm rất là to ha, của thương hiệu Ford ha. Đùm này rất là êm và sử dụng luôn cả là gọi là cái cốt thể thao ha. Các bạn ấn vào, bạn chỉ cần gạt vào như vậy thôi thì nó đã cứng lại ha. Thì nó được trang bị cho chúng ta là một cái vành nhôm BU chống chạy cực kỳ tốt luôn, với những cái cây cam dài ha, giúp cho chúng ta sẽ đi êm ái hơn trên những cung đường ha. Phuộc rất là to ha các bạn, phuộc rất là to, được mạ một cái màu rơm đồng nhìn cực kỳ đẹp. Phuộc có khóa mở cho chúng ta luôn ha, sẽ sử dụng rất là thích hợp. Các bạn có thể là lóc lại hoặc là mở ra dùng để đi êm ái hơn ha. Được trang bị đèn LED để chúng ta có thể là đi ban đêm ha, giúp sáng hơn. Rồi tiếp đến thì mình sẽ quay qua tới cái phanh đĩa đi. Thì chiếc xe này nó được trang bị cho chúng ta là phanh dĩa ha, thì nó sẽ giúp cho chúng ta an toàn hơn khi sử dụng chiếc xe với tốc độ cao ha. Cái này là cái khóa cốt của nó ha, để vặn lại ha các bạn. Sử dụng phanh dĩa nha, đến từ thương hiệu Speed nha, cực kỳ an toàn. Rồi mình tiếp đến thì mình nhìn qua cái ghi đông nha cho các bạn xem ha. Thì cái chiếc xe này nó được trang bị cho chúng ta là cái phuộc ghi đông dài, giúp chúng ta ngồi hoàn toàn thoải mái, không có bị gù lưng ha. Trang bị phanh dĩa trước sau, an toàn hơn khi sử dụng ha. Có một màn hình LCD cực kỳ lớn cho chúng ta có thể là xem các thông số của chiếc xe ha. Thì các bạn có thể thấy là mình đang ứng ở ngoài trời mà các bạn có thể nhìn thấy là rất là rõ ràng ha, các thông số hiển thị. Và các nút bấm cơ bản của cái màn hình khởi động ha, gồm 3 nút M, cộng, trừ ha. Và có được trang bị thêm cho chúng ta là những cái nút cơ bản tiếp theo là nút để còi, nút chúng ta có thể là bật đèn pha ha. Thì nó hơi sáng nhưng mà các bạn có thể thấy được cái đèn pha LED trắng hay nó cực kỳ sáng ha. Đó, thì trang bị của nó như vậy. Và điểm tiếp đến nó nữa là chiếc xe này nó thuộc dòng chuyên cho thể thao và để đi đạp. Thì nó trang bị cho chúng ta chỉ có một bên líp thôi. Được trang bị 8 líp đến từ thương hiệu Shimano ha, 8 líp là thương hiệu Shimano. Có luôn cả cần ga nha, có luôn cả cần ga đi giống như là một chiếc coaster điện ha, đi trợ lực điện được, đi coaster được luôn. Thì giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái màu nâu cà phê sữa này ha, cho các bạn xem ha. Thì đây là một cái màu phối mà mình thấy rất là lạ mắt luôn ha. Ít có dòng xe nào mà nó thiết kế cái màu sơn này ha.
một cái màu sơn mà cực kỳ cá tính luôn ha, cực kỳ đẹp. Thì các bạn có thể thấy đây là những cái mối hàng công nghệ cao của hãng Gersi này ha, nó làm rất là thẩm mỹ ha, nó hoàn toàn liền lạc luôn, và nó đi dây âm sườn luôn nha các bạn. Thì đây là một cái điểm mà mình rất là thích ha, để cho nó đỡ rườm rà đi những cái sợi dây ha. Đây, dây âm sườn luôn. Khói pin lithium 48V 15A nằm gọn trong khung sườn luôn, có thể tháo mở được luôn nha các bạn. Thì chút nữa mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem sau. Thì bây giờ mình tới cái phần cái giò đạp của nó ha. Cái giò đạp của nó là cực kỳ nhẹ nhàng với hệ thống trợ lực điện nằm gọn, thiết kế công nghệ mới nằm âm trong đây luôn. Các bạn không có thấy cái dòng trợ lực điện của nó luôn ha. Thì cực kỳ êm ái ha. Thì cái trái tim của chiếc xe này là công suất cực cao với một cái bộ motor cực kỳ mạnh luôn. Nó nằm, đây là motor thế hệ mới 500W, giúp cho chúng ta có thể là đi được những cái đoạn đường dài nè, và công suất cực kỳ cao, đi rất phấn khích hơn. À, motor của nó nha các bạn, 500W ha. Và bộ được trang bị cho chúng ta là bộ truyền động 8 líp đến từ thương hiệu Shimano, thương hiệu Alut ha. Thì giúp cho các bạn có thể là đạp xe một cách thoải mái hơn. Đây mình quay qua cho các bạn xem cái cùi đề của chiếc xe ha. Thì các bạn mà sử dụng cái thương hiệu Shimano mà về cùi đề thì các bạn biết là cái độ êm ái của hãng này rồi ha. Thì cực kỳ là ngon ha. Với 8 líp truyền động và một đĩa cho các bạn đạp lên ha, đúng chuẩn của MTB ha. Có luôn cả cái này để chúng ta bảo vệ cái cùi đề líp sau ha. Thì cái bánh sau kích thước nó vẫn bằng bánh trước là 27.5 ha. Thì được vẫn trang bị là phanh đĩa ha các bạn. Bề ngang 1.95. Bánh 27.5 ha. Một đĩa trên cho chúng ta đạp thoải mái hơn ha, để dùng để trợ lực điện ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình sẽ gỡ thử cho các bạn xem cái cục pin này ha. Thì xe này nó trang bị cho chúng ta là có thể là sạc cố định ở đây ha. Có một cái nút cao su, các bạn có thể gỡ ra, các bạn dùng adapter các bạn sạc vào đây luôn ha, rồi xong là đóng lại. Đó, cực kỳ đẹp và thẩm mỹ ha. Và bây giờ mình sẽ lấy cái cục pin này ra cho các bạn xem cái cục pin lithium của nó ha. Thì đầu tiên các bạn muốn lấy được cái cục pin lithium này, các bạn sẽ sử dụng chìa khóa, các bạn bỏ vào đây, xong rồi các bạn ấn nhẹ qua, xong rồi các bạn gạt cái nút này nè, để cho cái chốt nó đưa ra. À, nó hơi vướng nha, để mình xoay qua một chút. Rồi các bạn kéo ra luôn. Thì đây là một cái khối pin lithium của nó ha. Thì đây có thông số cho các bạn xem luôn. Pin lithium 48V với cái dung lượng pin là 15Ah. Gọn nhẹ, có thể mang ra ngoài sạc cũng được luôn. Có cục adapter cầm ra ngoài sạc bất cứ ở đâu có ổ điện ha, cầm ra ngoài luôn. Và có luôn cả cái nút test pin cho chúng ta coi là cái cục pin này nó còn bao nhiêu cái dung lượng ha, rồi chúng ta sạc ha. Thì đối với một cái cục dung lượng pin của cái dòng xe này 48V 15A, nếu mà các bạn dùng để di chuyển mà thuần về điện thôi, thuần về điện là mình nói về là các bạn đi vít bằng ga không á, đi bằng điện hoàn toàn luôn, thì các bạn có thể đi được một cái quãng đường là từ 40 cây số cho tới 50 cây số là hoàn toàn đi điện không. Còn nếu mà các bạn dùng để trợ lực điện mà của cái này ha, trợ lực điện là không có vít ga nữa ha, các bạn đạp truyền động ha, thì giúp cho chúng ta có thể đi một cái quãng đường dài từ 70 cây cho tới 80 cây, có khi có thể hơn nữa, tùy theo cái sức đạp của các bạn. Thì bắt đầu là mình sẽ quay vô trong cho các bạn xem ha. Thì cái chiếc xe này á, nó được trang bị là một cái khối khung aluminium siêu chắc luôn ha, làm cực kỳ dày luôn. Thì nó giúp cho cái chiếc xe này nó chịu tải trọng cực kỳ cao ha, chịu tải trọng lên tới được 150kg luôn. Thì đây mình sẽ quay cho các bạn xem, thì ở bên đây là cái cháu ăn điện của nó. Và tiếp đến là nó có một cái cục này là dùng để giữ cái khối pin lithium nó không có bị tuột ra ngoài ha. Thì các bạn thấy là cái công nghệ của hãng này thì họ làm cái khung này rất là chắc chắn ha. Thì các bạn ngồi chịu tải trọng cực kỳ cao là thoải mái ha. Thì bây giờ mình sẽ gắn vô cái cục pin lithium cho các bạn xem ha. Thì đầu tiên các bạn mà gắn vô thì các bạn phải nhớ đưa cái phần dưới lên vô trước nha. Cái phần dưới này vô trước ha, để cho nó vô được cái khối pin ha. Đây, các bạn đưa vào trước, cho nó vô nó đúng cái ngàm ha.
Rồi các bạn chỉ cần lấy cái tay các bạn ấn mạnh vô. Các bạn nghe cái cách vô một cái là nó vô ha. Gỡ ra thì các bạn phải ấn qua. Các bạn gỡ cái chốt này ra thì cho cái cây này nó đưa xuống nè, mình mới đưa vô được ha. Rồi ấn vô. Nó ấn như vậy thôi là nó cứng ha. Thì cái khung này là khung aluminum chịu tải trọng cực kỳ cao. Thì trong catalog nó có ghi là luôn cả khối pin. Và tổng trọng lượng của chiếc xe này thì nó khoảng tầm 25kg ha. Thì cũng cực kỳ là nhẹ thôi cho một chiếc xe đạp trợ lực điện lithium ha, pin lithium ha. Thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ bật lên cho các bạn xem coi là cái chiếc xe Gersi này sử dụng cái khối pin lithium 48V này, cái công suất của nó có mạnh không ha. Thì khi mà các bạn khởi động chiếc xe này lên thì cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn đè vài giây vào nút M này thì màn hình nó sẽ hiển thị lên đầy đủ cho các bạn ha. Thì nó có bao gồm là có quãng đường di chuyển nè, cấp độ số nè, tốc độ nè, mức pin cho các bạn canh, các bạn sạc ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thử cái tính năng đầu tiên của nó là cái tính năng là đi bằng tay ga. Thì mình cho nó lên mức số 5 luôn đi. Mình vít ga cho các bạn xem coi là cái motor này á, 500W to vậy á, nó có ồn không, nó tốc độ có cao không nha. Rồi mình thử luôn nha. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần đè cái nút này thôi. Giống như là cái tay ga các bạn là tăng giảm bao nhiêu thì các bạn chỉ cần đè lên, các bạn thả ra thì nó sẽ tự nó nhả lại cái tốc độ ha. Rồi đây mình xoay xuống cho các bạn xem ha. Thì cái chiếc xe này mà mình vít ga tối đa của nó luôn thì nó được đạt được vận tốc là 40 km/h với cái khối motor lithium, với khối motor là 500W thế hệ mới không chổi than ha. Nó rất là êm ái ha các bạn, không có nghe cái tiếng rít của gió luôn ha. Bây giờ mình sẽ phanh thử cho các bạn xem coi cái hệ thống phanh dĩa này nó hoạt động tốt không nha. Đó, rất là hoạt động rất là tốt nha. Nên các bạn sử dụng chiếc xe này với tốc độ cao thắng lại là cực kỳ an toàn ha. Thì ngoài tính năng là đi bằng tay ga, cái tính năng chính của dòng xe này là trợ lực điện nha các bạn. Thì trợ lực điện thì các bạn cũng tăng chỉnh giống như là cái nút này, các bạn muốn đi mức bao nhiêu thì các bạn tăng chỉnh ha. Và cái là các bạn chỉ cần không vít ga nữa, vịn qua tay bên đây và bắt đầu là xoay thôi. À, các bạn có thể thấy ha, xoay rất là êm ái ha, trợ lực điện luôn ha. Đó, mẫu xe này là có đi được 3 tính năng luôn. Một là trợ lực điện, hai là đi như là một chiếc scooter, thứ ba là tắt nguồn đi, các bạn đạp cơ có đầy đủ clip cho các bạn lựa chọn luôn. Và phanh an toàn ha. Đó là những cái tính năng của cái dòng xe này ha. Và bây giờ mình sẽ thử mình ngồi lên cho các bạn xem một chiếc này ha. Cho các bạn xem coi là một cái dáng người tầm 1m7 ngồi lên nó có thoải mái không nha. Thì mình cỡ 1m7. Thì mình ngồi lên chiếc xe này ha. Thì cái cảm nhận đầu tiên mà mình ngồi lên thì cái chiếc xe này nó cho mình một cái dáng ngồi thẳng ha, không có bị gù. Vì cái ghi đông của nó là ghi đông dài, các bạn dùng để đi thể thao hoặc là tập luyện hàng ngày ha, thì nó cực kỳ êm ái hơn ha. Có đầy đủ tính năng ha, bao gồm có đi tay ga được ha, đi trợ lực điện được luôn, rồi đi cơ được luôn ha, tập luyện hàng ngày luôn ha. Với một cái dáng cực kỳ êm ái ha, đầy đủ tính năng. Bánh 27.5 là cái chuẩn của đi địa hình luôn ha. Phanh đĩa trước sau, phuộc khóa mở được nè, có luôn đèn LED. Nói chung là đầy đủ mọi thứ ha. Chiếc xe này là rất là thích hợp cho các bạn dùng để đi hàng ngày với mọi công việc mà mình cần ha. Thì hiện tại là shop mình là đang có hai màu duy nhất, là một là màu xanh da trời, hai là một màu nâu, một màu cà phê sữa ha. Thương hiệu Gersi phiên bản hoàn toàn mới luôn ha, địa hình ha. Thì để biết thêm chi tiết á, các bạn có thể là truy cập vào website Chợ Lớn Sài Gòn bên mình để xem thêm về các thông số của chiếc xe này. Hoặc các bạn có thể gọi trực tiếp qua số hotline bên shop mình để nhân viên bên shop mình á, tư vấn thêm cho các bạn về mẫu xe này. Thì cái mẫu xe này với giá cực kỳ là tốt luôn nha các bạn. Rất là phù hợp, dễ tiếp cận cho mọi người ha. Với pin lithium 48V cực kỳ mạnh với motor 500W ha, cho chúng ta đi được những cái đoạn đường dài ha. Với một chiếc xe với cái dáng cực kỳ đẹp ha, dễ tiếp cận ha, đủ thông số. Các bạn có thể tham khảo thêm về cái mẫu
xe đạp trợ lực điện Gersi 2023 này ha. Cảm ơn các bạn đã xem video review của shop mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review về những dòng xe sau. Nếu các bạn thấy video này hay á, các bạn nhớ ấn nút thích và ấn nút đăng ký nha. Và nhớ bấm qua cái nút chuông để bên shop mình mà cập nhật những video mới thì nó sẽ hiển thị lên cho các bạn xem ha. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ mình đang test cái mẫu xe đạp trợ lực điện Gersi này ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình chạy thử là cơ nha các bạn. Thì cái điều đầu tiên mà mình chạy cơ thì cái mẫu xe này á, mình thấy mình đạp rất là nhẹ nhàng ha. Vì nó sử dụng cái vành kích thước lớn. Thì nhiều bạn thì cứ nghĩ là xe này nè nó là trợ lực điện, nó thấy có nguyên cái motor sâu to quá thì cứ nghĩ vậy là đạp nặng. Nhưng mà các bạn có thể là hoàn toàn tự tin là mình đạp là rất là nhẹ nhàng ha. Thì vì nó chỉ là cái motor sâu thôi, nhưng công nghệ mới của nó làm cực kỳ nhẹ nhàng. Thì bạn nào mà cần trải nghiệm có thể ghé qua shop mình ha, để thử mà đạp thử rồi lựa chọn cái mẫu xe này về để đạp cơ thử nha. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.